giao hàng giá trị cao. Cái đơn hàng là trị giá 10 triệu rưỡi nhưng mà khách đặt cọc hết 500 rồi. Bây giờ em thu hỏi cho chị là 10 triệu. Anh có xài thẻ ngân hàng không? Tôi chuyển khoản gửi tiền. Dạ có, anh muốn chuyển ngân hàng hay là qua ví điện tử? Tài khoản ngân hàng đi cho nhanh. Khách đổi ý không nhận hàng. Chắc tôi không lấy anh ơi. Tôi không lấy hàng anh chịu khó anh trả hàng về cho shop cho tôi. Giờ tôi điện thoại tôi đòi tiền cọc lại. Vậy là anh không nhận hàng. Tôi không nhận. Chứ làm ăn gì không uy tín gì hết. Chiêu trò lấy thông tin cá nhân mới. Một chiếc xe máy trị giá 80 triệu. Tiền mặt giá 20 triệu. Thẻ biết được sử dụng. Trọn đời. Sản phẩm đầu gọi. Nạn nhân có sập bẫy rồi không? Tụi mày nó kêu ông quét mã QR gì nè rồi em quét chưa vậy? Dạ, em quét rồi. Câu trả lời sẽ có trong chuyện cảnh giác 16:40 Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.